thưa quý đồng nghiệp, kính thưa ban tổ chức và quý đồng nghiệp, hôm nay xin phép được chia sẻ với các anh chị một cái chuyên đề cũng khá mới, đó là cập nhật chẩn đoán và điều trị suy giáp năm 2016. Thì trong cái phần trình bày này tôi sẽ cố gắng nói thật là ngắn gọn, tài liệu thì đã có rồi, và mục đích làm sao các anh chị sẽ có thể chẩn đoán đúng được suy giáp nguyên phát, thứ phát, các cái nguyên nhân của suy giáp và điều trị được. Điều trị rất đơn giản, chỉ có một loại thuốc thôi, nhưng cách uống như thế nào và các cái thể lâm sàng như thế nào các anh chị phải nắm được. Và khi chúng ta đã chẩn đoán được rồi, chúng ta phải có cái mục tiêu điều trị. Chúng ta sẽ giữ TSH ở cái mức nào tùy theo cá thể hóa. Nếu mà chúng ta kéo TSH xuống thấp quá, bệnh nhân lại rơi vào rung nhĩ, sẽ có những cái nguy cơ về tim mạch. Nếu chúng ta để cao quá thì lại cũng không đạt được mục tiêu và có những cái biến chứng về sơ vữa mạch máu, những cái biến chứng của suy giáp. Xin phép được bắt đầu. Bỏ qua. Vậy suy giáp là cái tình trạng mà giảm chức năng tuyến giáp, tức là giảm sản xuất hormone giáp dưới mức bình thường, và như vậy sẽ dẫn đến tổn thương mô và rối loạn chuyển hóa. Thì về cơ chế sinh bệnh, chúng ta biết là hormone giáp sẽ được tổng hợp và dự trữ tại tuyến giáp. Tuyến giáp tiết ra chủ yếu là T4, còn T3 là 1/3 là tuyến giáp tiết ra, 2/3 là từ T4 chuyển thành. Do đó T4 nó lên tình trạng hoạt động của tuyến giáp, còn T3 là nói lên tình trạng chuyển hóa ở ngoại biên. Và sự sản xuất của hormone giáp này là nó chịu tác động của vùng dưới đồi và tuyến yên. Thì chúng ta biết là vùng dưới đồi sẽ tiết ra TSH, TRH, TRH sẽ kích thích tuyến yên tăng tiết TSH, và TSH này sẽ có kích thích tuyến giáp để sản xuất ra hormone giáp T3, T4. Khi mà T3, T4 được sản xuất ra nhiều thì theo cơ chế feedback về vùng hạ đồi tuyến yên sẽ làm giảm tiết TSH để cân bằng các mức ở hàm số sinh lý. Và khi mà T3, T4 tăng cao thì sẽ dưới tác động của vùng hạ đồi tuyến yên, TSH sẽ giảm xuống và chúng ta có tình trạng là cường giáp. Và nếu mà tuyến giáp sản xuất ra hormone giáp không đủ thì cũng theo cơ chế feedback về vùng hạ đồi tuyến yên tăng TSH, chúng đó có một tình trạng suy giáp nguyên phát, tức là TSH tăng cao và T3, T4 thì giảm xuống. Trong trường hợp mà suy tại cái vùng tuyến yên á, thì tuyến yên sẽ không tiết ra được TSH. Vì tuyến yên suy mà không tiết ra được TSH, lúc đó chúng ta sẽ thấy TSH thấp. Và TSH thấp thì tuyến giáp sẽ không sản xuất được nhiều T3, T4. Do đó trên lâm sàng và cận lâm sàng chúng ta sẽ thấy là TSH thấp, T3, T4 cũng thấp luôn. Thì như vậy đó là tình trạng suy giáp thứ phát. Còn nếu tổn thương tại vùng dưới đồi á, thì chúng ta gọi là suy giáp mà đệ tam cấp đó, thì chúng ta cũng có cái tình trạng tương tự, TRH thấp. Và như vậy TSH cũng thấp và T3, T4 cũng thấp. Chúng ta có một cái tình trạng suy giáp thứ phát mà tại vùng hạ dưới đồi, nó gọi là suy giáp đệ tam cấp. Và khi mà tuyến giáp sản xuất ra không đủ hormone giáp sẽ ảnh hưởng đến các cái cơ quan đích, ví dụ như là tim, gan, xương, hệ thần kinh thực vật, vân vân. Như vậy thì ai dễ bị suy giáp? Thì trên cái slide này đã qua nhiều nghiên cứu thì chúng ta thấy là nữ bị suy giáp nhiều nhất, và cái tần số suy giáp nó sẽ gia tăng theo tuổi, và tần suất suy giáp cũng gia tăng ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1, tiếp 2, ở bệnh nhân suy thượng mãn và béo phì. Tần suất suy giáp trong cộng đồng dân số chung chiếm 2%, tuy nhiên suy giáp dưới lâm sàng nhiều hơn, từ 5 đến 9%. Về nguyên nhân thì có thể là suy giáp nguyên phát, như đã nói trong trường hợp này các anh chị sẽ thấy TSH tăng cao và FT4 giảm xuống, FT4, T3 giảm xuống. Những trường hợp mà suy giáp và vĩnh viễn không hồi phục, chúng ta phải buộc môn suốt đời, đó là viêm giáp Hashimoto, suy giáp nguyên phát thể sơ teo, hoặc là suy giáp sau điều trị, sau phẫu thuật, dùng iốt đồng vị phóng xạ. Trong những trường hợp này thì phải giải thích cho bệnh nhân là chúng ta phải buộc môn giáp suốt đời. Và những trường hợp mà suy giáp có thể hồi phục cũng là suy giáp nguyên phát, tức là TSH tăng, FT4 giảm, thì cái giai đoạn suy giáp gặp trong những trường hợp giai đoạn suy giáp của viêm giáp bán cấp, hoặc là viêm giáp thể yên lặng, hoặc là do thuốc, ví dụ là dùng thuốc kháng giáp tổng hợp quá liều, thì trong những trường hợp đó chúng ta sẽ giảm liều thuốc kháng giáp tổng hợp lại, hoặc là do dùng lithium là một cái loại thuốc mà điều trị bệnh tâm thần. Suy giáp thứ phát hay suy giáp đệ tam cấp á, thì đó là suy giáp thứ phát, thì
Đây là những cái tổn thương tại vùng hạ đồi tuyến yên hoặc là hoại tử tuyến yên sau sanh, gọi là hội chứng Sehen. Trong trường hợp đó, bệnh sử lâm sàng thì thường thường các anh chị thấy là một phụ nữ vô kinh, mất sữa sau sinh. Và thử khi mà khám lâm sàng, chúng ta sẽ tìm kiếm những cái triệu chứng của suy giáp, thí dụ như là xanh, da xanh niêm nhạt, thiếu máu, rồi chậm chạp, rồi táo bón, tăng cân, vân vân. Và khi thử nồng độ tế sắt, chúng ta sẽ thấy thấp hoặc bình thường, và FT4, T3 đều thấp. Trường hợp môn ngoại vi đề kháng nhọc môn giáp thì trường hợp này hiếm. Trong phạm vi bài này thì tôi nói đến trường hợp suy giáp nguyên phát. Thì triệu chứng của suy giáp rất là đa dạng, nó gần như nó tổn thương rất nhiều cơ quan. Ngược lại với cường giáp thì suy giáp nó biểu hiện từ từ, triệu chứng nó từ từ thôi. Nhiều khi họ đến vì một cái biểu hiện của một cái cơ quan nào đó, và nếu như đến tiêu hóa vì tăng cân, táo bón, chán ăn thì có thể bệnh nhân được chẩn đoán là rối loạn tiêu hóa, hoặc đến tim mạch vì tình trạng là tràn dịch màng tim, hoặc là có tăng huyết áp, hoặc là có mạch chậm, vân vân, nhiều khi được chẩn đoán là thiếu máu cơ tim. Hoặc là những trường hợp mà bệnh nhân đến khoa nội thần kinh vì vấn đề trầm cảm hoặc rối loạn tâm thần, thì những trường hợp đó nếu các anh chị có nghĩ đến, các anh chị cho tầm soát thì sẽ ra. Còn nếu không, chúng ta sẽ chỉ điều trị theo cái chuyên khoa. Đây là triệu chứng suy giáp rất là kinh điển. Nếu như mà những triệu chứng mà đợi rõ ràng, ví dụ như là những mặt tròn như mặt trăng, rồi lưỡi dày, môi dày, lưỡi to, phù mi mắt vân vân, rụng lông tóc thì nó đã nặng rồi, nó đã trễ rồi. Thì đôi khi như đã nói, có những trường hợp bệnh nhân chỉ là mệt mỏi, rồi táo bón, tăng cân, các anh chị có thiếu máu, các anh chị mạch bắt mạch thấy mạch chậm, và bệnh nhân thì khi khám thì thấy bệnh nhân hay quên, mất tập trung, các anh chị có thể tầm soát. Và một cái trường hợp mà tôi cũng nhớ hoài đó, hồi trước chưa học chuyên ngành nội tiết thì bệnh nhân phụ nữ rất là trẻ đến phòng khám tim mạch khám nhiều tháng trước đó rồi, được chẩn đoán là thiếu máu cơ tim. Cô này là giúp việc nhà khoảng 22 tuổi, và hôm đó thì bác sĩ tim mạch về sớm, thành ra chuyển qua phòng khám nội tiết. Thì phòng khám nội tiết đến, tôi nhận thấy là cái cô này rất là trẻ mà nói trước quên sau. Thì trên cái siêu âm tim có ghi nhận là tràn dịch màng tim, và khi hỏi kỹ nữa thì bệnh nhân khai là em hay quên lắm, gần đây em hay bị chủ nhà la và hâm cho nghỉ việc, và khám nữa thì thấy mạch chậm và có tầm soát có thấy có thiếu máu. Thì khi mà trong đầu mình đã nghĩ đến một cái tình trạng suy giáp thì cho thử tầm soát, đúng là tế sắt tăng rất cao. Và trường hợp đó được điều trị sau khoảng chừng 2 tuần là bệnh nhân cải thiện rõ trí nhớ, cải thiện rất là rõ rệt. Đây là những hình ảnh mà phù cứng ha, phù da nó dày lên và phù cứng có màu vàng. Về cận lâm sàng thì tùy theo nhân, nếu như lâm sàng gợi ý những cái triệu chứng có suy giáp đó kèm theo trên điện tâm đồ trên cận lâm sàng, các anh chị thấy có thiếu máu, có tăng lipid máu, hoặc là trên điện tâm đồ có nhịp chậm, điện thế thấp, hoặc là tràn dịch màng tim, hoặc giảm natri máu, các anh chị nên thử tầm soát suy giáp. Xin được cập nhật một số khuyến cáo. Thì đây là cái khuyến cáo của ATA, AACE, tức là Hiệp hội Tuyến giáp Hoa Kỳ và Hiệp hội các nhà nội tiết lâm sàng Mỹ. Thì chúng ta TSH và FT4 được dùng để chẩn đoán và theo dõi điều trị suy giáp, không sử dụng T3 toàn phần và FT3. Các anh chị nhớ nha, theo cái sơ đồ sinh lý lúc nãy thì các anh chị hiểu là vì sao rồi. Thì như vậy, nếu như mà các anh chị viết thành một cái phác đồ cập nhật cái guideline này, mà các anh chị thử TSH, FT4, T3 toàn phần, FT3 để chẩn đoán suy giáp thì coi chừng là bảo hiểm y tế người ta sẽ hỏi đó. Và những trường hợp mà anti-TPO hay kháng thể kháng ráp là những cái xét nghiệm về miễn dịch để giúp chẩn đoán về nguyên nhân. Thí dụ như là suy giáp nguyên phát mà anti-TPO tăng cao thì gợi ý là viêm giáp Hashimoto. Hoặc là TRV tăng cao lúc bệnh nhân đến khám có triệu chứng lâm sàng của suy giáp và bệnh nhân đang điều trị cường giáp, thử kháng thể kháng ráp tăng cao thì có nghĩa là cường giáp điều trị chưa ổn định mà quá liều kháng giáp tổng hợp. Trong những trường hợp đó, các anh chị sẽ giảm liều kháng giáp tổng hợp xuống. Về chức năng tuyến giáp thì các anh chị thấy đây là cái đường giá trị bình thường ha. Khi mà TSH chỉ cần FT4 chỉ cần giảm một chút thôi, giảm chừng 2 lần thôi, các anh chị thấy là TSH đã tăng gấp 100 lần.
Đó là những cái thay đổi rất là nhỏ của ST4, chỉ cần một chút thay đổi thôi là TSH đã tăng rồi, theo cái cơ chế sinh lý mà chúng tôi đã vừa trình bày. Nếu như cái vì trường hợp gì mà ST4 giảm mà TSH không tăng, mà TSH bình thường hoặc giảm, đó là suy giáp thứ phát. Nếu mà ST4 giảm thì TSH phải tăng lên, và đó là suy giáp nguyên phát. Cũng có những trường hợp TSH nằm trong khoảng, TSH hơi tăng nhẹ một chút xíu nhưng ST3, T4 vẫn trong giới hạn bình thường, đó là suy giáp dưới lâm sàng. Về cái trị số TSH như thế nào là bình thường thì các cái nghiên cứu và cũng như là các cái labo gần đây người ta công bố cái trị số TSH bình thường nằm trong khoảng 0,4 đến 4 micro đơn vị trên lít. Và các nghiên cứu cho thấy 95% người khỏe mạnh mà bình giáp á, thì có mức TSH dưới 2.5. Dưới 2.5 các anh chị thấy cái khoảng này nó rất là rộng. Nhưng mình cũng không biết là TSH của mình là ở cái mức nào. Giả sử như TSH của mình bình thường là 1.5 thì khi mà nó lên 3 vẫn nằm trong cái dạng bình thường, mà mình thử thấy 3 là mình đã có suy giáp rồi đó. Thì như vậy, ở những cái trường hợp khi mà các nghiên cứu cho thấy khi mà TSH tăng trên 2.5 á, mà có anti-TPO dương, tuyến giáp lớn thì sẽ tầm tăng nguy cơ suy giáp thực sự trên lâm sàng, suy giáp lâm sàng. Và như vậy thì ở Việt Nam á, thì chưa có nghiên cứu nào để xác định cái nồng độ TSH huyết thanh ở mức là bao nhiêu. Thì hy vọng là trong năm sau tôi sẽ công bố cái kết quả này các anh chị. Đây là những cái nghiên cứu của nước ngoài, kết quả nghiên cứu nước ngoài. Và tóm lại một lần nữa là cái mức TSH bình thường nằm trong khoảng 0,4 đến 4 microgram đơn vị ml. Và như vậy thì ai là bệnh nhân suy giáp đầu tiên? Năm 1874 thì có một cái trường hợp là người ta thấy là suy giáp nó còn gọi là Mr. Dent. Thì người ta thấy cái ca đầu tiên á, nó có cái triệu chứng của suy giáp Mr. Dent, tức là phù niêm rồi thiếu máu, táo bón tăng cân vân vân. Thì người ta chưa có biết là nó có liên quan đến suy giáp, liên quan đến cái sự cắt bỏ tuyến giáp. Cho đến 10 năm sau, năm 1884 đó, thì có một cái bác sĩ người ta mới phát hiện thêm cái ca thứ hai, và người ta lại ghi nhận là cái ca này nó có liên quan đến bệnh nhân đó cắt bỏ tuyến giáp, biểu hiện bằng cái triệu chứng là phù niêm. Và đến năm 1000, đến cuối thế kỷ thứ 19 á, thì một bác sĩ mới đem cấy cái mô tuyến giáp vào cái con vật mà cắt bỏ tuyến giáp đi, thì thấy triệu chứng Mr. Dent nó cải thiện rõ. Và cho đến năm 1991 á, thì một bác sĩ người Anh á, mới chích một cái chất mà trích tinh từ cái tuyến giáp của con cừu vào cái người mà bị cắt bỏ tuyến giáp có triệu chứng Mr. Dent thì triệu chứng cải thiện rõ nữa. Và như vậy cho đến năm 1914 thì L-tyrosine mới được chế xuất ra và sử dụng để điều trị suy giáp. Và đến năm 1930 thì cái thuốc này mới được tổng hợp và hoàn thiện cho đến ngày hôm nay. Thì đây là một cái ông vua tên là David, rất là nổi tiếng của dân Israel, cách đây hơn 3.500 năm, và theo Kinh Thánh ghi nhận lại thì ông lên ngay vào năm 30 tuổi và ông trị vì được 40 năm. Và ông đến cái khoảng gần những năm cuối, khoảng gần 70 tuổi thì ông có cái triệu chứng là rất lạnh, lúc nào cũng lạnh hết và phải mặc rất là nhiều quần áo và sưởi ấm nhưng vẫn không hết lạnh. Và ngoài ra thì ông có những cái triệu chứng khác, ví dụ như là hay quên, ăn rồi thì nói là chưa ăn, mà chưa ăn thì nói là ăn rồi. Và ông ăn kém như vậy nhưng mà ông vẫn cứ tăng cân và táo bón. Da thì tróc dẫy, vân vân. Theo cái Kinh Thánh ghi nhận lại thì những cái quần thần họ mới thấy vậy, nói thôi bây giờ để tìm cho ông một cái cô gái thật là trẻ đẹp để ngủ cùng với ông, để sưởi ấm cho ông. Nhưng mà khi mà đây là một cái người hầu gái rất là xinh, rất là xinh, được cung phụng cho ông, ngủ trên long sàng cùng với ông, nhưng mà ông vẫn cảm thấy lạnh, vẫn không thể nào mà giảm được lạnh và vẫn không có quan hệ được. Thì sau này hồi cứu lại Kinh Thánh thì người ta nghĩ có khả năng ông vua David này là cái người bị suy giáp đầu tiên. Đó chỉ là truyền thuyết thôi ha các anh chị. Và về vấn đề điều trị thì như đã nói lúc nãy, chúng ta phải xem cái nguyên nhân suy giáp này là nguyên nhân gì.
suy giáp là do nguyên nhân mà chúng ta dùng quá liều kháng giáp tổng hợp thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại. Thí dụ như là Basdol, đợt trước tôi có nói là thời gian điều trị từ 12 đến 28 tháng hoặc là 2 năm. Nếu như mà kháng giáp tổng hợp chúng ta mới điều trị trong thời gian tấn công khoảng vừa tấn công qua 1 tháng, qua tháng thứ 2 mà bị suy giáp thì các anh chị thấy là không thể nào ngừng kháng giáp tổng hợp được. Lúc đó là giả sử như đang sử dụng liều 4 viên tyrosol, các anh chị sẽ giảm xuống liều 3 viên hoặc 2 viên, các anh chị theo dõi triệu chứng lâm sàng. Hoặc là bệnh nhân bị ca giáp thì các anh chị sẽ xem xét cái mục tiêu tế sắc như thế nào trong những cái nguyên nhân này. Về điều trị thì chỉ có một loại T4 là điều trị thôi, đó là levothyroxine hoặc L-tyroxine hoặc là tyroxine. Ngày trước thì các anh chị thấy là còn có bột giáp đông khô hoặc là phối hợp giữa T3, LT3 và LT4. Thì ngày nay guideline đã đưa ra là chỉ cần sử dụng một loại LT4 là đủ để kiểm soát. Và khi mà các nghiên cứu cho thấy khi chúng ta phối hợp cũng không thấy có lợi ích hay hiệu quả tăng thêm. Và mục tiêu là chúng ta sẽ đưa tế sắc về mục tiêu là từ 0,4 đến 4 micro đơn vị trên lít. Đây là khuyến cáo 22.1 của ATA và AACE. Và chúng ta sẽ nguyên tắc là chúng ta sử dụng cái liều kháng giáp tổng hợp này, liều ổng minh giáp này với liều thấp và tăng dần. Những trường hợp người khỏe mạnh dưới 50 tuổi chúng ta có thể sử dụng luôn 100 microgram một ngày mà không với điều kiện là vấn đề tim mạch ổn định. Nếu như người lớn tuổi có bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên sử dụng liều thật thấp, thậm chí có những trường hợp chúng ta phải xài liều đến 12,5 microgram một ngày và tăng liều dần. Sau đó chúng ta sẽ theo dõi lâm sàng bệnh nhân có đau ngực hay không và kiểm tra ECG có thay đổi STT không mà chúng ta tăng dần liều. Và nếu như chúng ta không có thuốc ổn định trong cái bảo hiểm y tế thì khuyến cáo khuyên là chúng ta nên duy trì cùng một loại biệt dược. Nếu trường hợp thiếu thuốc, hết thuốc, chúng ta có thay đổi thuốc thì nên xét nghiệm test sắc 4 đến 6 tuần sau đó. Và uống khi nào? Cái thuốc này thì chúng ta sẽ uống buổi sáng trước ăn 30 phút và bảo quản đúng cách, không dùng chung với các loại thuốc ảnh hưởng đến hấp thu của tyroxin. Và uống buổi sáng thì nó sẽ đỡ mất ngủ hơn là buổi tối. Và đây là cái khuyến cáo 13. Thì suy giáp nguyên phát mà đang điều trị thì chúng ta nên kiểm tra tế sắc 4-8 tuần, tức là 1 đến 2 tháng sau khi bắt đầu điều trị hay là sau thay đổi liều. Và sau khi mà chỉnh liều được rồi, chúng ta sẽ thử lại mỗi 6 đến 12 tháng. Các anh chị nhớ ha, chúng ta không cần thử mỗi 2 tuần hay 1 tuần. Có những trường hợp bác sĩ khám chẩn đoán suy giáp nguyên phát cho là levothyroxine, hẹn tuần sau tái khám lại thử tế sắc T4, T3 thì nó trật lất hết rồi. Các anh chị thấy sau khi mà chẩn đoán suy giáp nguyên phát, các anh chị có thể kiểm tra lại tế sắc. Sau khi điều trị, các anh chị kiểm tra lại tế sắc 1 đến 2 tháng sau. Và hoặc là sau khi mà thay đổi liều liều thuốc thì các anh chị kiểm tra 1 đến 2 tháng sau, không nhất thiết phải thử quá gần. Và khi đã dò được cái liều rồi thì mỗi 6 đến 12 tháng các anh chị có thể thử lại. Tuy nhiên những trường hợp mà suy giáp do nguyên nhân là dùng quá liều kháng giáp tổng hợp thì các anh chị có thể thử gần hơn, vì có thể là chúng ta dùng quá liều chúng ta sẽ dẫn đến cường giáp trở lại. Như vậy thì khuyến cáo cũng đưa ra là nên tầm soát suy giáp ở người trên 60 tuổi. Các anh chị nhớ đây là cái khuyến cáo. Nếu các anh chị có phát đồ điều trị, các anh chị tầm soát thì được. Nếu không thì bảo hiểm lại hỏi thăm. Khuyến cáo 22.9 là suy giáp mà có kèm suy thượng thận thì chúng ta nên cho hormone thượng thận trước rồi mới đến levothyroxine để tránh cái tình trạng suy thượng thận cấp. Tức là trong những trường hợp mà hội chứng suy hen á, có suy nhiều tuyến, suy thượng thận, suy giáp và suy sinh dục thì các anh chị nên sử dụng corticoid trước, liều hormone thượng thận trước rồi sau đó hãy sử dụng hormone giáp. Khuyến cáo 17 á, là suy giáp không có thai, tức là ở người lớn đó, thì nên đạt tế sắc ở giới hạn bình thường của tế sắc thế hệ thứ 3, làm trong khoảng từ 0,4 đến 4 vùng đủ y giót. Các anh chị nhớ ha. Đây là những trường hợp đặc biệt là suy giáp dưới lâm sàng, suy giáp thai kỳ, suy giáp và bệnh tim mạch và người già. Thì suy giáp dưới lâm sàng như đã nói lúc nãy đó là đã được định nghĩa đó là tình trạng tăng tế sắc huyết thanh trong khi nồng độ FT4 bình thường. Nhắc lại lần nữa là chúng ta chẩn đoán suy giáp nguyên phát chúng ta dựa vào nồng độ tế sắc và FT4. Nó nằm giữa bình giáp và suy giáp, gần như lâm sàng không có triệu chứng suy giáp.
và tỷ lệ đạt chiếm đến 4,8-5%, nhưng mà ở phụ nữ trên 60 tuổi có thể tăng đến 15%. Về nguyên nhân suy giáp dưới lâm sàng giống như là suy giáp thực sự, về điều trị có điều trị hay không thì vẫn còn tranh cãi. Nếu chúng ta điều trị thì nếu chúng ta không điều trị thì sẽ nguy cơ tăng cân, trầm cảm, rối loạn huyết máu, mệt mỏi. Còn nếu chúng ta điều trị mà kéo thể sắc xuống thấp quá sẽ dẫn đến cường giáp, rung nhĩ, loãng xương. Đây là lục lại cái hồ sơ 10 triệu hồ sơ năm 2001 á, trên 300.000 kết quả đo tế sắc, và nằm trong khoảng từ 5 đến 10 FT4 vẫn còn bình thường, tức là nó tăng hơn cái mức bình thường. FT4 vẫn nằm trong giới hạn bình thường. Và những cái đối tượng này trên 40 tuổi, từ 40 đến 70 và trên 70 tuổi, sau khi đã loại trừ hết những bệnh nhân đang điều trị levothyroxine, thuốc kháng giáp tổng hợp, hay có tiền sử bệnh tuyến giáp, bệnh mạch vành, đột quỵ, hoặc là các cái bệnh lý tim mạch khác, thì người ta thấy là sau 7-6 năm mà không điều trị thì có 1,3% phát triển thành suy giáp thực sự, tức là tế sắc sẽ tăng trên 10, và 58% vẫn còn tiếp tục tăng tế sắc nữa, 38% trở lại bình giáp, và 2,5% sẽ tiến triển về giảm tế sắc. Thì những trường hợp mà tế sắc mà tăng nhẹ vừa cao á, thì sẽ dẫn đến suy giáp lâm sàng. Trường hợp mà tế sắc tăng nhẹ thì dẫn đến suy giáp lâm sàng 2%, và vừa là 20%, và tế sắc tăng cao á, thì 73% mỗi năm sẽ bị suy giáp thực sự. Đây là cái khuyến cáo 15 của Hiệp hội Tuyến giáp Hoa Kỳ. Khi mà tế sắc trên 10 á, thì nó sẽ làm tăng nguy cơ suy tim và tử vong do tim mạch, do đó chúng ta nên xem xét điều trị. Và khuyến cáo 16, nếu như tế sắc mà cao hơn giá trị tham chiếu, tức là dưới 10 micro đơn vị trên ml, thì chúng ta sẽ xem xét điều trị. Nếu có triệu chứng gợi ý suy giáp, ví dụ như là chậm tăng cân, mệt mỏi vân vân, mà anti-TPO dương hoặc có bệnh lý tim mạch suy tim, thì chúng ta cũng nên xem xét điều trị vì những lý do đã nói ở trên. Và đây là cái lưu đồ để quản lý suy giáp dưới lâm sàng. Đầu tiên, nếu bệnh nhân mà có một cái mẫu tế sắc trên 4 thì chúng ta sẽ lặp lại sau 3-6 tháng. Nếu tế sắc vẫn trên 4 thì chúng ta sẽ chia ra hai trường hợp. Một là trên 10, tế sắc trên 10 thì chúng ta nên điều trị như đã nói ở trên. Nếu tế sắc vẫn từ 4 đến 10 thì chúng ta chia làm hai lứa tuổi. Nếu mà từ 65 tuổi trở lên thì chúng ta có thể theo dõi, không cần điều trị. Nếu dưới 65 đến 70 tuổi mà bệnh nhân có triệu chứng gợi ý suy giáp, anti-TPO dương và có yếu tố nguy cơ thì chúng ta sẽ cân nhắc điều trị. Và nếu mà ở lứa tuổi này mà không triệu chứng suy giáp, anti-TPO âm và không có yếu tố nguy cơ về tim mạch thì chúng ta sẽ không điều trị và theo dõi thôi. Cái nhóm thứ hai đó là suy giáp và thai kỳ thì nó chiếm khoảng 2-3%, và 15% ở phụ nữ mang thai thì những trường hợp này thường là viêm giáp Hashimoto. Tăng tế sắc ở thai phụ thì nó có liên quan đến chỉ số IQ của bé. Các cái nghiên cứu cho thấy những thai phụ mà có suy giáp không điều trị thì có khả năng sinh con có chỉ số IQ nhỏ hơn 85. Riêng trong cái nhóm con của các thai phụ mà bị suy giáp được điều trị thì được điều trị trong lúc mang thai thì những đứa bé sinh ra có chỉ số IQ nhỏ hơn 85 không khác biệt so với nhóm chứng. Và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Tức là trẻ mà có mẹ suy giáp không điều trị á, thì 19% sẽ có chỉ số ở bé có chỉ số IQ dưới 85 so với nhóm chứng là 5%, rõ ràng là sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Do đó một lần nữa nhấn mạnh lại, suy giáp ở thai phụ thì chúng ta sẽ xem xét phải là điều trị. Tế sắc thấp trong tam cá nguyệt đầu và FT4 cũng vậy, trong thai kỳ có thể là không tin cậy. Khi mà phụ nữ có thai thì HCG sẽ tăng lên, nó đạt đỉnh cao ở tuần thứ 10 và nó sẽ thấp nhất ở tuần thứ 20. Và cái tế sắc này nó sẽ kích hoạt tế sắc và làm ảnh hưởng đến cái nồng độ mol trong cái tam cá nguyệt đầu. Thì chúng ta thấy là trong cái tam cá nguyệt đầu của phụ nữ có thai, tế sắc giảm thấp xuống và FT4 lại hơi tăng lên.
Thì trong những trường hợp này lâm sàng tôi gặp rất nhiều, và các đồng nghiệp ở sản khoa gửi đến nhiều bác sĩ cũng điều trị những đối tượng này. Thường thường những đối tượng này chúng ta sẽ theo dõi, vì chúng ta nắm được cái sinh lý ban đầu của trong tâm cá nguyệt đầu của sản phụ mà có thai. Thì sau đó qua cái tâm cá nguyệt thứ hai, các anh chị thấy tê sắc bắt đầu hồi phục lại, và đến cuối của thai kỳ có vẻ như gần cán mức bình thường. Và đến cái tâm cá nguyệt thứ ba thì gần như là tê sắc về mức bình thường, và FT4 thì hơi giảm một chút. Do đó những cái xét nghiệm các anh chị như cô đã nói lúc nãy, chúng ta không điều trị trên cái thông số. Và khi mà chúng ta thấy những cái bất thường trên cận lâm sàng, chúng ta phải khám kỹ bệnh nhân, hỏi kỹ những cái triệu chứng, và chúng ta biết biện luận mà chúng ta quyết định điều trị hay không. Các cái triệu chứng của bệnh lý tuyến giáp trong cái thai kỳ á, thì có những cái triệu chứng chung. Ví dụ như những sản phụ này cũng có mệt mỏi, buồn nôn, có tăng cân, có rối loạn giấc ngủ, có táo bón, vân vân, có nhức đầu. Thành ra cái chẩn đoán mà suy giáp hay cường giáp ở phụ nữ có thai, chúng ta phải xem xét kỹ lưỡng. Và khi mà chúng ta đặt ra vấn đề điều trị, chúng ta phải xem nó, chúng ta sẽ biện luận cái kết quả này như thế nào, và chúng ta cân nhắc vấn đề điều trị và cái phải có lợi nó nhiều hơn là có hại. Suy giáp liên hệ, suy giáp nếu mà có thai á, mà không điều trị thì sẽ làm tăng biến cố ở mẹ. Ví dụ như là tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, bong nhau, băng huyết sau sinh, và tăng tỷ lệ mổ bắt con. Và đối với biến cố cho con á, chiếm đến 20%. Ví dụ như là sanh non, sanh rất non trước 32 tuần, cân nặng thấp lúc sinh. Những trẻ mà cân nặng thấp lúc sinh hôm trước có nói sẽ có nguy cơ đái tháo đường, cũng như là nguy cơ mắc bệnh thận vì số lượng nephron không đủ, hoặc là thai chết lưu, hoặc là dị tật bẩm sinh, hoặc là tăng tử sức chu sinh. Và cái quan trọng là giảm nhận thức về tâm thần kinh, chỉ số IQ thấp có thể dẫn đến đần bẩm sinh. Do đó chúng ta nên tầm soát và suy giáp trong thai kỳ và điều trị sớm sẽ cải thiện các biến cố. Đây là một cái nghiên cứu của được đăng trên tạp chí Chuyển hóa Nội tiết năm 2013 của tác giả Trisha Manisco và cộng sự. Thì bệnh lý tuyến giáp có ảnh hưởng đến thai kỳ ở những phụ nữ có thai, khi mà phân tích hồi cứu trên hơn 200.000 thai phụ tại Mỹ từ năm 2002 đến năm 2008, thì người ta thấy suy giáp sẽ làm tăng nguy cơ các cái biến chứng như là mổ bắt con đến 208%, không, tăng tỷ lệ nhập ICU tới 208%, và mổ bắt con đến 38%, 47% là tiền sản giật, và 57% là đái tháo đường thai kỳ, và dục sanh là 15%. Thì như vậy những mà đối tượng mà suy giáp mà có thai á, thì khi mà đến khám với chúng ta, nhiều bác sĩ đã ngưng thuốc vì khi mà đến khám các cái xét nghiệm về bình thường. Thì nhắc lại các anh chị, trong những trường hợp này các anh chị không những không được ngưng thuốc mà còn phải tăng liều lên. Thì cách tăng liều á, thì đơn giản nhất á, là thí dụ như trước đây bệnh nhân đang uống một viên 100mg một ngày, bây giờ chúng ta tăng lên có 2 ngày tăng gấp đôi. Thí dụ như là tăng thành 9 viên một tuần, tức là có 2 ngày cuối tuần chúng ta tăng liều gấp đôi lên 2 viên mỗi ngày. Và nếu mà suy giáp đang điều trị mà dự định có thai thì nên chỉnh liều để tê sắc dưới 2,5 micro đơn vị trên lít. Và sau khi sản phụ này sinh rồi thì nên trở về cái liều trước khi có thai, và nên kiểm tra tê sắc sau 6 tuần. Đây là cái khuyến cáo 2.20.1.1 và 1.2 là không khuyến cáo sàng lọc hàng loạt cho tất cả phụ nữ đang có thai hoặc là dự định có thai, mà chỉ nên tầm soát suy giáp có chủ đích thôi. Nếu những người phụ nữ nào có thai các anh chị cũng tầm soát suy giáp hết thì bảo hiểm y tế lại có ý kiến. Và như vậy thì những đối tượng nào chúng ta nên tầm soát trong cái thai kỳ, thì Hiệp hội Tuyến giáp Hoa Kỳ khuyến cáo là đo tê sắc cho những sản phụ có triệu chứng gợi ý suy giáp hoặc là có bú giáp, trên 30 tuổi, tiền căn gia đình có bệnh tuyến giáp và có anti-TPO dương, hoặc là bệnh nhân sản phụ này có đái tháo đường type 1 hoặc là có bệnh lý tự miễn khác, ví dụ như là lupus hay là bạch biến, vân vân, có tiền căn sinh non, sảy thai,
vô sinh hay là có tiền căn xạ trị vùng đầu cổ, béo phì bệnh lý ở vùng thiếu iốt vừa và nặng, hoặc là đang dùng amiodarone, lithium, vân vân. Đây là cái khuyến cáo 25.1 và 25.2 là những bệnh nhân suy giáp mà đang điều trị levothyroxine mà có thai thì phải định lượng ngay tế sắt khi có thai để chỉnh liều, làm sao cho tế sắt trong 3 tháng đầu dưới 2,5 và trong 3 tháng giữa là dưới 3 và trong 3 tháng cuối là dưới 3,5. Các anh chị nhớ ha. Tức là những sản phụ mà đang có thai á và đang điều trị, đang có thai mà đang điều trị levothyroxine, bây giờ những sản phụ đang điều trị levothyroxine mà đang dự định có thai thì các anh chị phải thử ngay tế sắt và duy trì tế sắt trong cái phạm vi này. Và khuyến cáo 25.3 là những bệnh nhân suy giáp mà đang điều trị levothyroxine thì chúng ta chỉ cần theo dõi tế sắt và FT4 mỗi 4 tuần trong nửa đầu của thai kỳ, tức là khoảng 4 tháng rưỡi, và ít nhất một lần ở tuần thứ 26 đến 32 của thai kỳ, và chúng ta điều chỉnh cái liều levothyroxine tương ứng. Khuyến cáo kế tiếp là chúng ta sẽ xem xét điều trị bằng levothyroxine ở phụ nữ tuổi sinh đẻ hoặc là dự định có thai hoặc đang có thai nếu như tế sắt từ 2,5 trở lên ở cái 3 tháng, tức là lúc chưa có thai đó, và từ 3 trở lên ở 3 tháng giữa của thai kỳ và từ 3,5 trở lên ở 3 tháng cuối của thai kỳ, thì trong những trường hợp này chúng ta phải xem xét điều trị hoặc quanh giáp ở phụ nữ tuổi sinh đẻ mà với cái mức tế sắt như đã trình bày. Khuyến cáo kế tiếp nữa là những bệnh nhân nào với tế sắt bình thường mà cần điều trị levothyroxine, đây là những cái thông tin rất là mới trong năm 2016. Các anh chị thấy là cái khuyến cáo 19.2 thì chúng ta sẽ xem xét điều trị bằng L-tyroxine ở phụ nữ có tế sắt bình thường, đang có thai hoặc dự định có thai nếu như TPO dương tính hoặc đã từng dương và hoặc là có tiền sử sảy thai hoặc bị suy giáp trước đây, là các anh chị xem xét điều trị để tránh những cái biến cố cho mẹ và con. Và khuyến cáo kế tiếp là nên điều trị L-tyroxine ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, đang có thai hoặc dự định có thai, có anti-TPO dương hoặc đã từng dương và tế sắt trên 2,5. Các anh chị thấy là cũng y chang cái giấy đầu, nhưng mà cái khi mà tế sắt trên 2,5 thì các anh chị nên điều trị luôn. Còn trên này là tế sắt bình thường. Và khuyến cáo kế tiếp là phụ nữ mà có anti-TPO dương hoặc tế sắt trên 2,5, nếu không trị bằng L-tyroxine thì chúng ta phải theo dõi mỗi 4 tuần trong 20 tuần đầu của thai kỳ để phát hiện suy giáp. Như vậy thì khi nào chúng ta định lượng anti-TPO? Các anh chị cũng phải có những cái khuyến cáo người ta đưa ra để khi mình làm nó đúng và bảo hiểm không có thắc mắc. Khuyến cáo thứ nhất là nên định lượng anti-TPO ở những bệnh nhân suy giáp dưới lâm sàng, tức là nằm trong khoảng trên 4 đến 10 nữa ha các anh chị ha, từ 4 trở lên đến 10. Và khuyến cáo kế là anti-TPO sẽ giúp phát hiện viêm giáp tự miễn khi nghi ngờ bệnh lý nhân giáp này là do bệnh lý tự miễn đến giáp. Và khuyến cáo thứ ba là chúng ta nên định lượng anti-TPO ở bệnh nhân sảy thai tái phát có kèm hoặc không kèm vô sinh. Khuyến cáo thứ tư là nên định lượng TRB ở phụ nữ có thai bị suy giáp mà có tiền sử BASDO được điều trị bằng phẫu thuật hay giáp đồng dị phóng xạ, thì chúng ta nên đo kháng thể kháng ráp ở 3 tháng đầu của thai kỳ vào tuần thứ 20-26 nếu như kháng thể kháng ráp tăng trở lại. Thì cái này là một cái khuyến cáo mình nhắc lại trong cái bệnh nhân mà trong cái bài cường giáp lần trước, tức là những trường hợp mà phụ nữ có thai bị suy giáp, có tiền sử BASDO đã được điều trị bằng phẫu thuật hoặc là giáp phóng xạ, thì chúng ta nên đo lại kháng thể kháng ráp ở 3 tháng đầu của thai kỳ và tuần thứ 20-26. Nếu như tuần 20-26 mà nếu từng ở 3 tháng đầu thai kỳ nó tăng trở lại thì tuần 20-26 chúng ta thử lại lần nữa và chúng ta có hướng điều trị kịp thời để tránh tình trạng cường giáp sơ sinh. Về cái thể lâm sàng cuối cùng đó là suy giáp cho bệnh nhân có bệnh lý tim mạch, thì chúng ta sẽ điều trị L-tyroxine cho những bệnh nhân có thiếu máu cơ tim, thì những cái bệnh nhân mà có thiếu máu cơ tim này sẽ làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực và loạn nhịp. Do đó ở những bệnh nhân trẻ dưới 50 tuổi thì cái liều khởi đầu chúng ta nên khởi đầu liều thấp, từ 25 đến 50, thậm chí là 12.5.
tăng liều dần theo dõi mỗi 4 tuần và chúng ta sẽ theo dõi ECG nếu cần thiết. Và ở những bệnh nhân lớn tuổi trên 50 thì liều khởi đầu các anh chị thấy là liều rất là thấp, từ 12,5 đến 25 microgram một ngày. Và khi mà sử dụng liều thấp, chúng ta nên tăng liều dần dần và theo dõi tình trạng lâm sàng xem bệnh nhân có đau ngực hay không, ECG có thay đổi SCT không, và chúng ta sẽ theo dõi mỗi 4-6 tuần thử lại. Và chúng ta cũng chỉnh liều cũng từ từ, chỉ tăng mỗi 12,5 đến 25 microgram một lần thôi. Và tại sao chúng ta lại sử dụng L-tyroxin trong điều trị suy giáp nguyên phát? Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng L-tyroxin trong điều trị suy giáp á, nó sẽ giúp cải thiện các triệu chứng suy giáp về cơ năng cũng như là thực thể, và chúng ta sẽ đạt được bình thường hóa tế sắt và cải thiện được nồng độ hormone giáp. Khi điều trị thì mục tiêu chúng ta sẽ là tránh gây nhiễm độc giáp do chúng ta kéo cái tế sắt xuống quá mức bình thường, nhất là bệnh nhân lớn tuổi. Tại sao L-tyroxin đơn trị được xem là chuẩn mực cho điều trị suy giáp? Bởi vì nó giải quyết được các triệu chứng suy giáp một cách hiệu quả, và do kinh nghiệm lâu dài về các lợi ích của thuốc này. Thuốc rất ít tác dụng phụ và hấp thu tốt ở ruột và dễ sử dụng. Chúng ta chỉ cần sử dụng một lần một ngày, uống trước ăn sáng, thời gian bán hủy kéo dài từ 7 đến 10 ngày và giá thành thì rẻ. Và đây là cái khuyến cáo của ATA ACE nhắc lại lần nữa là chúng ta nên sử dụng thuốc hàng chính hãng, tránh chuyển đổi từ dạng này sang một dạng khác, hoặc là từ dạng gốc sang dạng generic, hoặc từ dạng generic này sang dạng generic khác, và nó sẽ có thể gây ra những cái dao động với cái liều sử dụng. Và nếu có sử dụng mà có thay đổi liều thuốc, có thay đổi loại thuốc, thì chúng ta nên kiểm tra lại tế sắt mỗi 4-6 tuần. Cái này thì thực tế lâm sàng rất là các anh chị hay gặp. Ví dụ mình, các anh chị đang sử dụng levothyroxine hàng chính hãng, bây giờ cái thuốc này nó hết, nó chỉ còn bactiroc. Các anh chị buộc phải sử dụng bactiroc thì mỗi 4-6 tuần sau các anh chị sử dụng lại. Hoặc các anh chị đang sử dụng bactiroc là hàng generic mà bây giờ nó hết, còn một cái thế bằng một loại generic khác, thì các anh chị không còn thuốc nào để sử dụng, các anh chị có thể sử dụng nhưng mà phải kiểm tra lại tế sắt sau 4 đến 6 tuần, tức là từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi sau, để chúng ta xem coi nó có đạt được cái mục tiêu điều trị hay không. Và các sử dụng về biệt dược levothyroxine thì các nghiên cứu cho thấy là nhiều levothyroxine không được so sánh với levothyroxine chuẩn. Thì thường thường các hãng sẽ nói là nó có tương đương sinh học, nhưng mà định nghĩa tương đương sinh học không có nghĩa là tương đương về hiệu quả điều trị, mà là nó tương đương sinh học của các thuốc levothyroxine dựa trên tổng hàm lượng T4. Do đó trong quá trình điều trị thì bệnh nhân tốt nhất là nên được sử dụng một loại biệt dược levothyroxine. Và những cái yếu tố mà ảnh hưởng đến điều trị, ví dụ như là chúng ta đã điều trị suy giáp chỉ với một loại levothyroxine thôi, thời gian điều trị kéo dài rồi nhưng mà triệu chứng lâm sàng của suy giáp vẫn còn, thì chúng ta sẽ xem lại nguyên nhân, có thể là do cái bệnh mãn tính kèm theo, hoặc có thể có bệnh tự miễn đi kèm, hoặc có bệnh lý dạ dày ruột làm giảm hấp thu, hoặc là dùng thuốc được dùng chung với những cái loại thuốc làm ảnh hưởng đến sự hấp thu của hormone giáp, hoặc là cái liều thuốc này không đủ do bệnh nhân tự ngưng thuốc hoặc tự giảm liều thuốc, hoặc là cái phương pháp điều trị không thích hợp. Thí dụ chúng ta thay đổi một cái loại hormone giáp từ cái dạng generic này sang một cái dạng generic khác, hoặc là từ cái dạng gốc sang dạng generic, thì đó là tất cả những cái vấn đề mà chúng ta cần phải đánh giá lại khi thấy là điều trị suy giáp mà triệu chứng suy giáp vẫn còn tồn tại kéo dài. Thì đây là những cái loại thuốc làm ảnh hưởng đến tác dụng của LT4. Đó là về giảm hấp thu thì trên lâm sàng chúng ta hay sử dụng thứ nhất là ức chế bơm proton, hay là các anh chị bù sắt, những trường hợp thiếu máu các anh chị bù sắt, hoặc là sử dụng đa sinh tố rất là nhiều, hoặc là có sử dụng cái nhóm quinolone. Còn những cái thuốc mà ảnh hưởng đến chuyển hóa thì phải nói là cái mà hay gặp đó là amiodarone của bên tim mạch, hoặc là trong cái chế độ ăn có nhiều chất xơ đậu nành. Những trường hợp mà chúng ta điều trị suy giáp nguyên phát bằng hormone giáp, bằng levothyroxine, chúng ta khuyên bệnh nhân nên ăn nhiều rau xanh, ăn nhiều chất xơ, thì các anh chị sẽ xem lại coi chừng nó sẽ ảnh hưởng đến chuyển hóa và làm ảnh hưởng đến cái vấn đề hiệu quả điều trị. Và những cái nguyên nhân mà có thể ảnh hưởng đến liều điều trị để đạt cái tế sắt mục tiêu, thì chúng ta thấy là những bệnh nhân mà béo phì á, thì nó có tác động đến trục hạ đồi tuyến yên,
và nó sẽ làm tăng tế sắt ở cả người lớn và trẻ em. Cho nên những đối tượng mà béo phì này, chúng ta có thể giữ cái mức tế sắt hơi cao hơn một chút. Và nếu béo phì mà bình giáp thì chúng ta không nên dùng levothyroxine để làm giảm cân. Hoặc là những bệnh nhân lớn tuổi thì chúng ta nên khởi đầu ở quanh giáp liều thấp và giữ cho mục tiêu tế sắt hơi cao hơn cái mức khuyến cáo, có thể là nửa trên của giới hạn bình thường. Đừng có kéo xuống thấp quá sẽ dẫn đến nguy cơ là rung nhĩ, cường giáp rung nhĩ và loãng xương, té ngã ha, dẫn đến gãy xương. Và ở những bệnh nhân mà mang thai thì nhu cầu cao hơn. Các anh chị đừng bao giờ ngưng thuốc khi bệnh nhân đang điều trị suy giáp mà có thai. Đến với các anh chị mà bình giáp thì các anh chị đừng ngưng thuốc mà phải tăng liều lên và làm sao giữ được tế sắt mục tiêu ở cái tam cá nguyệt đầu là dưới 2,5, tam cá nguyệt thứ hai là dưới 3 và tam cá nguyệt thứ ba là dưới 3,5. Và các anh chị sẽ xem cái nguyên nhân suy giáp này là suy giáp là do nguyên nhân gì, do kháng giáp tổng hợp, do dùng quá liều kháng giáp tổng hợp, hay do viêm giáp Hashimoto, hay do ung thư giáp, vân vân. Thì chúng ta sẽ đặt ra cái mục tiêu ở tê sắc ở từng nhóm bệnh khác nhau mà chúng ta điều trị. Một số trường hợp cũng xin chia sẻ các anh chị là tần số suy giáp ở người đái tháo đường qua các nghiên cứu cũng như suy thận mãn thì nó cao hơn người không đái tháo đường và không suy thận mãn. Thì một cái nghiên cứu ở trường đại học California với 60 bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 và nhóm chứng là 60, thì người ta nhận thấy là suy giáp, tỷ lệ suy giáp ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 chiếm đến 35%, so với nhóm chứng chỉ có 5,4% thôi. Và suy giáp dưới lâm sàng là 11,66%, so với nhóm chứng là 4,1%. Ở đối tượng đái tháo đường tiếp 1 thì có 10% sẽ diễn tiến đến viêm giáp mạn và suy giáp trong cả cuộc đời của họ, và 20% sẽ diễn tiến đến viêm giáp sau sinh. Ở bệnh nhân suy thận mãn thì các nghiên cứu cho thấy là tần suất suy giáp sẽ tăng gấp 1,5 đến 2 lần so với người không suy thận mãn qua một cái nghiên cứu khoảng hơn 14.000 của tại California. Thì khi mà điều trị thì sẽ cải thiện được độ lọc cầu thận và ngược lại. Và nếu như không điều trị thì sẽ diễn tiến nhanh đến lọc thận và tử vong. Đối với những trường hợp mà vô sinh, rối loạn kinh nguyệt hay sảy thai, thường thường là nó có liên hệ đến viêm giáp mãn, suy giáp và suy giáp dưới lâm sàng. Cho nên những trường hợp này các anh chị phải tầm soát tế sắt để phát hiện ra nếu có suy giáp, các anh chị điều trị thì sẽ làm giảm được tỷ lệ vô sinh, rối loạn kinh nguyệt cũng như là sảy thai. Ở những trường hợp mà bệnh nhân vô sinh, rối loạn kinh nguyệt, sảy thai, thường thường nên đi đến khám sản, thì các anh chị sẽ đi tầm soát những nguyên nhân về sản khoa. Thì nếu mà có gửi đến các anh chị thì các anh chị cũng lưu ý và tầm soát suy giáp. Nếu như mà bình giáp mà ăn tiêu đô dương thì chúng ta sẽ điều trị levothyroxine. Những trường hợp này nè thì sẽ cải thiện được các cái vấn đề trên. Và như vậy, mặc dù trong cái guideline thì đưa ra chưa có khuyến cáo tầm soát tế sắt cho những đối tượng này, đây là những cái nghiên cứu khá mới, tôi xin chia sẻ với các anh chị. Thí dụ như bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 của các anh chị mà các anh chị thấy tự nhiên bi lăng mỡ tăng rất cao, bệnh nhân có thiếu máu, có tăng cân, có mạch chậm, có táo bón vân vân, thì các anh chị khám kỹ nữa, các anh chị nên tầm soát. Thì đó là do các anh chị ghi nhận trên lâm sàng, hỏi kỹ bệnh sử, các anh chị có cái biện luận chặt chẽ thì bảo hiểm y tế chẳng có ai nói năng gì. Cũng như là những trường hợp suy thận mãn cũng vậy, thì làm sao chúng ta đánh giá khám kỹ phần lâm sàng, hỏi kỹ bệnh sử và biện luận cận lâm sàng mà chúng ta có cái hướng nghĩ đến, chúng ta sẽ tầm soát và chúng ta sẽ chẩn đoán được và điều trị đúng để tránh những cái biến cố mà chúng ta đã được biết trong cái ngày hôm nay. Một số trường hợp đặc biệt nữa là ở bệnh nhân ung thư giáp mà nguy cơ cao, tức là bệnh nhân này đã có di căn rồi sau phẫu thuật và giới đồng dị phóng xạ, thì những đối tượng này sẽ phải dùng levothyroxine lâu dài để ức chế tế sắt. Bởi vì khi mà tế sắt tăng cao sẽ kích thích tế bào ung thư phát triển nữa, do đó mục tiêu tế sắt ở những đối tượng bệnh nhân ung thư giáp có nguy cơ cao, các anh chị nên duy trì ở mức 0,01 đến dưới 0,1. Các anh chị lưu ý con số này khá thấp, nếu anh chị để thấp hơn nữa, dưới 0,01 nữa thì bệnh nhân sẽ có nguy cơ rung nhĩ, nguy cơ rung nhĩ và cường giáp. Và nếu chúng ta để mức cao hơn thì có nguy cơ là tế sắt có nguy cơ là tế bào ung thư nó sẽ phát triển và ca giáp lại di căn. Ở những đối tượng ung thư giáp mà nguy cơ thấp, ví dụ như là ung thư này chưa di căn, chưa xâm lấn quả bao, thì chúng ta sẽ tầm soát cái tyrosine là một cái loại glycoprotein nó được tế bào tuyến giáp tiết ra và nó dự trữ trong cái keo của nang giáp. Thì chúng ta sẽ bình thường thì nó nằm trong khoảng dưới 20 nanogram/ml.
và nó có giá trị theo dõi sau phẫu thuật và xạ trị để đánh giá lại có di căn ung thư có di căn hay là ung thư tái phát hay không. Nếu như mức TG thấp thì cái mức mục tiêu á, TSH là các anh chị duy trì từ 0,1 đến 0,5. Còn nếu như các anh chị thử mà thấy TG âm tính thì các anh chị có thể duy trì mức TSH cao hơn từ 0,5 đến 2. Và các anh chị biết là cái tỷ lệ ung thư giáp á, khá cao trong cộng đồng, và nhất là trong cái ngành y tế chúng ta là các anh chị thấy là những đối tượng bác sĩ bị ung thư giáp khá nhiều, nhưng mà ít có ai để ý tới cái mức tế sắc mục tiêu. Thì các anh chị khi nghe cái thông tin mới này, các anh chị mà có những đối tượng đến khám, các anh chị cũng biết tư vấn cho những đối tượng đó là đồng nghiệp của mình. Và cái phần còn lại thì tôi xin tóm tắt cái lưu đồ để điều trị và theo dõi suy giáp. Thì khi mà chúng ta chẩn đoán là suy giáp nguyên phát, tức là TSH tăng, FT4 giảm rồi, thì chúng ta sử dụng levothyroxine liều khởi đầu bao giờ cũng là liều thấp và tăng dần. Nếu bệnh nhân trẻ, các anh chị dùng thẳng một viên 100 microgram luôn. Nếu bệnh nhân già, lớn tuổi, có bệnh lý tim mạch, các anh chị giảm liều thấp và tăng liều dần. Và sau 4 đến 8 tuần, các anh chị xét nghiệm lại TSH. Nếu như TSH trên 3 thì các anh chị tăng thêm liều levothyroxine khoảng 12,5 đến 25 microgram một ngày. Nếu như TSH mà dưới 0,4, các anh chị giảm bớt liều levothyroxine cũng là cái liều tương tự. Và nếu như TSH nằm trong khoảng 0,4 đến 2 micro đơn vị, các anh chị thấy người ta duy trì 0,4 đến 2 ha, và hết triệu chứng suy giáp thì các anh chị duy trì liều này và đo TSH mỗi 6 tháng, sau đó hàng năm, hoặc khi bệnh nhân có triệu chứng trở lại các anh chị đo sớm hơn. Và đây là tiếp cận chẩn đoán và điều trị suy giáp. Thì đầu tiên á, là các anh chị thử TSH và FT4 để chẩn đoán suy giáp khi mà trên lâm sàng có gợi ý. Nếu như TSH tăng, FT4 thấp, đó là suy giáp nguyên phát. Thì động tác kế tiếp các anh chị sẽ thử anti-TPO. Nếu như anti-TPO mà dương tính, đó là viêm giáp Hashimoto, thì các anh chị phải điều trị hormone giáp và gần như chúng ta sẽ điều trị suốt đời. Và cũng xin thưa các anh chị là trên lâm sàng á, những trường hợp mà suy giáp mà có bú giáp mà là viêm giáp Hashimoto thì các anh ngoại khoa của mình đem đi phẫu thuật rất là nhiều, thì những trường hợp này không cần thiết các anh chị. Khi bệnh viêm giáp Hashimoto là một tình trạng mà viêm giáp tự miễn, khi mà có thể có bú giáp hoặc có thể không có bú giáp, thì khi mà tình trạng tự miễn nó phá hủy hết toàn bộ tuyến giáp thì lúc đó tuyến giáp nó sẽ teo lại, thì các anh chị đâu có cần phải mổ. Và cái này là tôi cũng đã có ý kiến rất nhiều với các anh ngoại khoa, cho nên các trường hợp này ngoại khoa mổ nên hỏi ý kiến chuyên khoa nội tiết. Nếu như đã chẩn đoán là viêm giáp Hashimoto thì không cần bắt bệnh nhân phải chịu đựng qua một cái cuộc phẫu thuật không cần thiết như vậy. Nếu như anti-TPO âm tính thì các anh chị có thể chẩn đoán là suy giáp thoáng qua, có thể là do viêm giáp bán cấp. Các anh chị có thể sử dụng levothyroxine trong khoảng 4 tháng, sau đó các anh chị đánh giá lại và các anh chị giảm liều 50% trong 6 tháng. Nếu rồi các anh chị đo lại TSH, nếu như TSH tăng, các anh chị sẽ điều trị suy giáp vĩnh viễn bằng levothyroxine. Còn nếu TSH bình thường thì các anh chị cũng không cần điều trị và có thể theo dõi tiếp, vì là suy giáp thoáng qua do viêm giáp có thể sau đó dẫn đến suy giáp nữa thì các anh chị sẽ bù tiếp. Trong trường hợp TSH bình thường hay thấp, hoặc là FT4 thấp hay ở giới hạn thấp, đó là suy giáp do nguyên nhân trung ương, suy giáp thứ phát, có thể dùng hạ đồi hoặc dùng tuyến yên. Thì các trường hợp này các anh chị, nếu các anh chị tầm soát, nếu là có vô kinh, mất sữa sau sinh, có triệu chứng lâm sàng của suy giáp TSH thấp, FT4 thấp, thì các anh chị điều trị bằng hormone giáp ha. Các anh chị điều trị bằng hormone giáp, nhưng mà ưu tiên là hormone thượng thận trước rồi sau đó tới hormone giáp. Còn nếu như suy giáp ở vùng cao hơn, vùng hạ đồi mà không có trường vô sinh, mất sữa sau sanh, các anh chị chụp MRI. Nếu như bình thường thì có thể là suy giáp do nguyên nhân hiếm gặp, còn nếu có bất thường tới khối u thì các anh chị có thể can thiệp bằng phẫu thuật. Đây là một cái ca lâm sàng, bệnh nhân nữ 60 tuổi, có tiền căn tăng huyết áp đang điều trị, và khoảng 6 tháng nay thì bệnh nhân cứ mệt mỏi, tức ngực và huyết áp đo thì cũng hơi cao. Ca này được chẩn đoán ở phòng khám là tăng huyết áp suy vành và tiếp tục điều trị thuốc hạ áp, cho thêm công co và Vastarinama. Tuy nhiên tình trạng vẫn không cải thiện, bệnh nhân vẫn than mệt và tiếp tục tăng cân. Và đến khám lần nữa thì phát hiện có thiếu máu thì được cho nhập viện. Thì khi khám lâm sàng thì thấy bệnh nhân có mệt, có thiếu máu, có phù nhẹ hai chân, mạch chậm 60 lần một phút, huyết áp chưa có ổn định, tuyến giáp thì không to và bệnh nhân này tăng lên 5kg. Thì trên cận lâm sàng ghi nhận bệnh nhân có thiếu máu, hemoglobin là 8,2 gram decilit. Và đây là cái điện tâm đồ cho thấy cái hình ảnh là ST dẹt, nhiều chuyển đạo, có chỗ thì T âm tính.
Như vậy thì cái chẩn đoán sơ bộ ban đầu á, thì có thể là bác sĩ có gợi ý là có thể là một trường hợp viêm lết dạ dày không dẫn đến thiếu máu hay là ung thư đường tiêu hóa. Nhưng bệnh nhân các cái triệu chứng về tiêu hóa thì chỉ có là ăn uống hơi kém thôi, vẫn đi cầu bình thường, có hơi bón, và soi dạ dày thì không thấy vấn đề gì. Suy thận mãn thì bệnh nhân có phù, có thiếu máu nhưng nước tiểu không có tiểu đàm mà chức năng thận bình thường, thì lúc đó mới được nghĩ đến đây là một phụ nữ trên 50 tuổi, nữ giới, có thể là có một bệnh lý về nội tiết hay không, trên 50 tuổi có thiếu máu, có mệt mỏi, có phù, có tăng cân, có táo bón, có mạch chậm, OCG có điện thế thấp, thì nghĩ đến một trường hợp là suy giáp hay không. Và xét nghiệm được đưa ra là thử tế sắt FT4 và các cái kháng thể kháng tuyến giáp thì cho thấy là tế sắt tăng cao, FT4 giảm, antibo tăng, và chẩn đoán đây là suy giáp nguyên phát, theo dõi viêm giáp Hashimoto. Thì đây là cái hình ảnh điện tâm đồ X-quang phổi bóng tim lớn trước khi điều trị và sau khi điều trị thì nhỏ lại, và đây là hình ảnh siêu âm tim trước và sau điều trị. Cái ca lâm sàng thứ hai, đây là một bệnh nhân nữ 34 tuổi. Ca này được điều trị suy giáp bằng levodopa 100mg một ngày. Thì đến khám vì là chậm kinh 10 ngày và test sữa thai là dương tính, tức là có thai. Thì cô này có khai là lần này cô có thai lần thứ hai. Còn cái lần thứ nhất á, là bị thai lưu lúc 10 tuần, tức là cô mất một đứa con rồi. Thì khi đi khám thì bác sĩ sẵn cho ngưng tiroxin 3 ngày vì sợ thuốc có ảnh hưởng đến thai, nhưng mà cũng cẩn thận gửi đến bác sĩ chuyên khoa nội tiết. Và khi mà nội tiết khám thì trong trường hợp này thì đâu có được ngưng thuốc mà còn phải điều trị nữa. Thành ra xét nghiệm về tế sắt là 13,1, thì các anh chị biết là lúc nãy mình nói là trong 3 tháng đầu của thai kỳ thì tế sắt phải dưới 2,5. Và trong trường hợp này FT4 giảm, antibo tăng, đó là một cái trường hợp suy giáp nguyên phát theo dõi viêm giáp Hashimoto. Và như vậy đang sử dụng 100mg một ngày, chúng ta có thể tăng liều lên từ từ 50mg một ngày, tức là 150, tức là 1,5 viên. Sau đó chúng ta đo lại FT4 tế sắt 4 tuần sau và làm sao chúng ta duy trì cái một tế sắt dưới 2,5. Các anh chị không ngưng được thuốc hormone giáp trong trường hợp này, bởi vì nó rất là quan trọng cho sự phát triển của não bộ thai nhi. Và thai nhi thì không tổng hợp được hormone giáp đến tuần thứ 12, tức là 3 tháng đầu của thai kỳ. Và cái levothyroxine thì nó là một cái loại mà nó giống hệt như là hormone giáp tự nhiên. Ca lâm sàng thứ 3, chia sẻ các anh chị, đây là một sản phụ 32 tuổi, cũng còn khá trẻ, thai 11 tuần, con so, được đồng nghiệp sản gửi đến với mức tế sắt là 6,5. FT4 trong giới hạn bình thường là suy giáp dưới lâm sàng, phải không ạ? Và siêu âm thì ghi nhận là tuyến giáp to nhẹ, hai thùy, không có nhân, không có tăng sinh mạch máu gì cả. Và khám lâm sàng thì thấy bú giáp to lan tỏa, hai thùy, không có triệu chứng của suy giáp gì trên lâm sàng. Thì lúc đó thì bác sĩ nội khoa cho thử thêm tế sắt lần thứ hai để khẳng định cơ tế sắt có tăng thật hay không. Thì cái mẫu thứ hai thì cũng là tăng thật và FT4 cũng giảm, FT4 ở cái mức thấp của bình thường. Như vậy trong trường hợp này chúng ta chẩn đoán là suy giáp dưới lâm sàng, chúng ta cần làm thêm cái gì nữa? Thì đương nhiên là theo cái khuyến cáo chúng ta phải thử thêm cái anti-TPO. Và trong trường hợp này dù anti-TPO có âm tính đi nữa, các anh chị cũng phải điều trị, với điều kiện là chúng ta thử tế sắt, những cái mẫu tế sắt này nè, nó phải ở những cái trung tâm tương đối là chuẩn mực. Nếu anti-TPO mà dương nữa thì các anh chị phải điều trị gần như là suốt đời theo dõi. Và nếu như chúng ta không điều trị sẽ làm tăng nguy cơ cho mẹ và con. Và đây là một số 7 cần thiết nè. Ví dụ như đây là một cái ca nữ 29 tuổi, nhân viên văn phòng thôi, cắt toàn bộ tuyến giáp do ca giáp dạng nhú cách đây 4 năm. Và giải phẫu bệnh thì cho thấy là chưa có di căn, chưa xâm lấn vỏ bao gì hết. Và bệnh nhân này đang điều trị thay thế là levodopa 50mg một ngày. Thì xét nghiệm là tế sắt là 4,12. 4,12 thì vẫn nằm ở cái mức là hơi trên hơn cái mức cho phép là 0,4 đến 4, phải không ạ? Và khi tầm soát TG thì âm tính. Như vậy khi mà ca giáp dạng nhú mà chưa di căn, chưa xâm lấn vỏ bao, tức là nguy cơ thấp. Nguy cơ thấp thì cái mục tiêu tế sắt của mình á, là từ 0,5 đến 2, hoặc là hồi nãy mình có nói là 0,5 đến đến 1 ha. Thì trong trường hợp TG mà âm tính thì chúng ta có thể giữ tế sắt từ 0,5 đến 2. Như vậy trong trường hợp này đang sử dụng 50mg, chúng ta tăng liều lên 100mg một ngày và các anh chị theo dõi tiếp. Và làm sao đừng để tế sắt vượt quá 2, sẽ làm kích thích tế bào ung thư phát triển tiếp. Cái này bỏ qua đi ha.
Đây là một cái ca lâm sàng rất là thực tế của khoa tôi. Thì đây là một cái bệnh nhân được nữ 68 tuổi. Thì cô được mổ búi giáp nhân hai thùy cách đây 5 tháng. Thì mổ xong chưa đầy 1 tháng là bệnh nhân đã bị suy giáp rồi. Và được đồng nghiệp ngoại khoa sử dụng ọc mon giáp. Được sử dụng ọc mon giáp là 100mg một ngày. Và trong cái giấy ra viện của đồng nghiệp ngoại khoa cách đây 5 tháng thì có ghi nhận là thiếu máu cơ tim, rung nhĩ và có sử dụng ức chế beta là cong co. Và trên cái giải phẫu bệnh ghi nhận là viêm mảng từng dùng búi giáp nhân, viêm mảng. Thì cho bệnh nhân uống 100mg một ngày, nhưng mà bệnh nhân uống mệt quá. Sau đó đi tái khám, đồng nghiệp giảm xuống còn nửa viên, tức là 50mg một ngày. Thì bệnh nhân vẫn mệt, sau đó bệnh nhân tự ngưng thuốc luôn. Và khi ngưng thuốc thì bệnh nhân khoe là tôi thấy khỏe lắm, gần như là thần tiên luôn. Và uống vô thì cảm giác như là muốn chết. Thì bệnh nhân nhập viện vì mệt và táo bón, bệnh nhân đã ngưng levodopa. Thì ca này nhập viện thì thực ra cũng có mấy ngày thôi. Bác sĩ sau đó chẩn đoán ra viện là rối loạn lo âu, suy giáp sau mổ tuyến giáp, theo dõi nhiễm trùng tiểu không triệu chứng, rồi thiểu năng tuần hoàn não. To về vẫn là ọc mon giáp 100mg, uống nửa viên một ngày. Uống tiếp cong co, aspirin và Zinat điều trị cái nhiễm trùng tiểu và cho thêm tanacan gì là có thiểu năng tuần hoàn não và mimosa gì là rối loạn lo âu gì đó. Đây là cái giấy ra viện. Thì hôm đó thì tôi đây là những cái kết quả lúc nằm viện. Kết quả lúc nằm viện thì ghi nhận là siêu âm tim thì EF còn 72%, cũng còn khá đẹp. X quang phổi thì bình thường. TSH là 50 so với cái xét nghiệm mà trước khi đồng nghiệp ngoại khoa cho sử dụng á, ọc mon giáp á, thì tôi thấy nó cũng không có thay đổi gì. Tức là bệnh nhân có uống đâu, bệnh nhân giảm ngưng liều mà, và FT4 thì thấp. Và trên cái công thức máu á, thì cho thấy bệnh nhân có hơi thiếu máu một chút xíu, là hemoglobin khoảng 11.1. Tổng phân tích nước tiểu thì có bạch cầu 500. Và tôi cũng ghi nhận lại là chức năng giáp, chức năng thận thì bình thường, không có rối loạn điện giải, men gan bình thường và ECG thì có đốc nhánh trái. Đường huyết là sáng đói là 8,92. Thế là ca này coi chừng có tiểu đường nữa đó. Đường huyết sáng đói là 8,92, nhưng bệnh nhân nhập viện rồi ra nhanh quá. Thì cái ca này hôm đó thì tôi có ngồi khám ở phòng khám VIP. Thì bác sĩ có gọi lên là chị ơi chị phải lên, tại vì cái ca này quậy quá. Bà này hình như là bị tâm thần á, em cho xuất viện mà không chịu xuất viện. Và cứ nhất định là còn bệnh nặng không chịu về. Em hội chẩn tâm thần cũng không chịu luôn. Thì tôi cũng không biết làm sao, thì trong đầu tôi nghĩ chắc là bệnh nhân tâm thần thiệt. Nó thôi được rồi, em giải thích với bệnh nhân thử sao. Nó em giải thích nhưng vẫn không chịu, mà bả khỏe, khỏe ru à, mà cứ kêu là mệt. Thành ra thôi chị lên chị giải quyết giùm. Thì khi mà tôi lên thì trong đầu tôi nghĩ là chắc là bà này bị tâm thần. Tại vì bác sĩ này cũng giỏi, giỏi bác sĩ cũng kỳ cựu của khoa. Và khi mà tôi tiếp xúc thì bệnh nhân ngồi kể. Lúc đó trong đầu tôi vẫn nghĩ là bệnh nhân này chắc là có tâm thần. Thì bệnh nhân ngồi kể là bệnh nhân uống cái, tôi uống cái viên thuốc này tôi mệt lắm luôn á. Trước đó mấy lần hồ sơ ra coi, bắt đầu tôi mới kêu đem hết giấy tờ ra coi. Thì trước đó đồng nghiệp cho ngoại khoa cho uống 100mg một ngày, bệnh nhân chịu không nổi. Sau đó đi tái khám, đồng nghiệp giảm xuống nửa viên vẫn chịu không nổi nữa, thì bệnh nhân ngưng luôn. Thì bệnh nhân khoe là khi mà tôi ngưng á, tôi thấy rất là khỏe, cuộc đời tôi phải nói là thần tiên luôn. Và khi vô đây á thì cho uống á, tôi chịu không nổi. Thì người ta cũng nói rõ mình vậy. Thì tôi nói hơi đúng rồi, ở cái bác phải dùng cái liều thấp hơn, liều thấp hơn thậm chí là phải sử dụng đây là 500 0,5, nửa viên tức là 50mg một ngày, thì bác phải dùng liều thấp hơn. Thôi thì chắc và cho các anh chị coi cái điện tâm đồ, các anh chị thấy ha, đốc nhánh trái hoàn toàn. Và các anh chị thấy là mạch là như là 7+. Thì trong cái trường hợp này các anh chị phải sử dụng liều thấp. Đây là một ca lâm sàng rất là thực tế. Thì sau đó thì tôi lắng nghe và tôi nói là đúng rồi, bác sử dụng cái liều cao như vậy thì nó mệt. Thôi bây giờ mình giảm liều thấp nữa. Mà bảo hiểm y tế thì chỉ có viên 100mg thôi. Và đây là cái toa thuốc. Đây là cái toa thuốc. Thì các anh chị thấy là tôi phải cho viên 50mg và phải bỏ cái viên này đi. Viên này phải sử dụng 1/8 viên á. 1/8 thì không thể bẻ được. Và tôi khuyên bà nên mua cái viên 50mg và uống 1/4 viên buổi sáng.
Thì tôi cũng hơi tiếc là tôi không có lưu lại cái số điện thoại. Sau đó thì bà có điện thoại cho tôi thì bà thấy khỏe hơn. Nhưng mà tôi cũng tiếc là lu bu nhiều việc, tôi không có lưu lại số điện thoại để hỏi thăm. Và đúng là trong trường hợp này các anh chị phải sử dụng liều thấp theo những khuyến cáo rõ ràng. Bệnh nhân có bệnh lý tim mạch mà bệnh nhân uống cái liều 100 triệu không nổi, uống 50 không nổi nữa, mình không nên sử dụng là liều 50. Cho nên tôi hay nói với các bác sĩ nội trú là khi mà nghe bệnh nhân than, mình phải coi, mình hỏi lại kỹ, mình lắng nghe và để mình xem cái tại sao bệnh nhân mệt. Và các anh chị thấy là trên cái xét nghiệm này chúng ta có cái mẫu đường huyết lúc đói 8,92. Bệnh nhân được thử là lúc 8 giờ sáng, tức là khoảng 7 giờ mẫu máu này gửi đi 8,92 thì các anh chị phải tầm soát coi cái này có đái tháo đường hay không. Tầm soát là 50 nữa nè. Thì chẩn đoán đây các anh chị thấy là được thử men tim đó nè. Men tim hơi tăng một chút. Có hơi tăng một chút thì trường hợp này cũng nên hội chẩn với tim mạch và sử dụng liều thấp hơn. Cái này bác sĩ Ân chắc là có biết đó. Đây là cái giấy ra viện cũ của đồng nghiệp, thấy mô tuyến giáp thùy phải và trái, phình giáp tai nhân và có viêm mãn tính từng dùng. Coi chừng là ca này là viêm giáp Hashimoto cũng chừng nữa. Các anh chị phải thử thêm một cái anti-TBO, đúng không? Nhiều khi bệnh nhân chịu đựng một cái cuộc mổ không đáng có. Và phần trình bày của tôi đến đây là hết. Thì suy giáp là một bệnh lý rất là thường gặp và nó gia tăng theo tuổi ở người có bệnh thận mãn, đái tháo đường, béo phì và vô sinh. Nên trong điều trị thì chúng ta nên sử dụng cùng một loại biệt dược levothyroxine, dùng liều thấp tăng dần và thận trọng ở người lớn tuổi có bệnh lý tim mạch. Suy giáp trong thai kỳ sẽ làm tăng các cái biến cố cho mẹ và thai nhi, và chúng ta nên tăng liều levothyroxine và giữ mục tiêu tế sắt dưới 2,5 trong 3 tháng đầu, dưới 3 trong 3 tháng giữa và dưới 3,5 trong 3 tháng cuối của thai kỳ. Và chúng ta quan trọng, chúng ta nên cá thể hóa trong điều trị và giữ tế sắt mục tiêu theo cá thể hóa, ví dụ như là người lớn tuổi nè, người có bệnh lý mạch vành, có thai hay ung thư giáp, các anh chị điều trị. Thì phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe các anh chị. Các anh chị có thể có câu hỏi. Tế sắt của chị là bao nhiêu ạ? 1,4. Mà liều là đang sử dụng liều bao nhiêu ạ? 50 microgram. Bây giờ cái mục tiêu mình đặt ra ở người này là khoảng bao nhiêu ạ? Khoảng nửa trên giới hạn bình thường đi ha. Khoảng đó, khoảng giữa, ở giữa nửa trên cái giới hạn bình thường, tức là khoảng 2. Thì cái liều này cũng tương đối là chuẩn. Thì nhờ điều trị thì các anh chị thì chị mới giữ được cái mức tế sắt vậy. Nếu mà các anh chị cẩn thận thì các anh chị có thể giảm liều còn 25 microgram và theo dõi. Và mục tiêu các anh chị giữ ở khoảng đó, bởi vì khi mà bú giáp mà ngoại khoa mà đã cắt rồi, thường thường sau này người ta cắt giống như trong cái bài vừa rồi tôi có nói, người ta cắt hết. Nếu bú giáp nhân người ta cũng cắt hết hai thùy. Tùy theo người ta cắt là người ta cắt chưa có chùi không và hay là cắt hết. Nếu cắt hết là suy giáp vĩnh viễn và các anh chị phải buộc môn suốt đời. Thì tùy theo các anh chị đánh giá coi cái giấy ra viện của bác sĩ ngoại khoa đó, người ta ghi nhận là cắt như thế nào và chừa lại 5%. Thì có thể trong trường hợp này tế sắt nó hơi dưới cái mức mục tiêu chị đặt ra trước thì chị giảm liều xuống 25 microgram một ngày và các anh chị theo dõi, đừng để kéo xuống thấp quá thì có nguy cơ rung nhĩ loãng xương. Và nếu các anh chị để vượt lên trên nữa thì lại có coi chừng là dẫn đến suy giáp. Thí dụ như ca này tế sắt bình thường của họ là 1 đi, thì nếu là để trên 2,5 thì nó lại là suy giáp. Thì các anh chị cứ theo dõi cái mục tiêu mình đặt ra mà các anh chị điều trị. Thì theo tôi trường hợp này các anh chị có thể giảm xuống là còn 25 microgram một ngày và giữ cho tế sắt nằm trong khoảng nửa trên giới hạn bình thường. Những cái phần mà post-test các anh chị coi chừng bị gài đó, những cái câu hỏi này cũng có gài đó. Thì trước khi mà học thì các anh chị sẽ đánh như thế nào và sau khi làm post-test, sau khi học xong các anh chị đánh lại thử coi nó có đạt hay không. Nếu các anh chị có câu hỏi thì mình kết thúc buổi. Dạ, xin cảm ơn các anh chị. Xin cảm ơn.